15 tháng 3 năm 2021 thì Bộ Y tế đã có văn bản số 1734 về hướng dẫn tiêm chủng vaccine COVID-19. Thì theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế thì Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp với lại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC tổ chức tiêm chủng cho cán bộ nhân viên bệnh viện với các mục tiêu. Thứ nhất là 100% nhân viên được tiêm chủng là thuộc đúng cái đối tượng được ưu tiên. Thứ hai là phải đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vaccine. Trên tinh thần như vậy thì bệnh viện đã lựa chọn được 120 nhân viên y tế tiêm chủng cái đợt này trong 2 ngày là 30 và 31 tháng 3 năm 2021. Các đối tượng bao gồm lực lượng dự kiến luân phiên tăng cường cho các bệnh viện dã chiến, lực lượng dự bị khi có điều động của Sở Y tế, lực lượng làm công tác sàng lọc, làm công tác khai báo y tế, các nhân viên trực tiếp làm xét nghiệm, trực tiếp tiêm vaccine. Về vaccine sử dụng thì chúng tôi sử dụng là vaccine AstraZeneca do tập đoàn AstraZeneca sản xuất, được cấp theo quyết định 1464 của Bộ Y tế và đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua chấp nhận sử dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2021. Về công tác chuẩn bị, bệnh viện đã phân công các bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm trong công tác tiêm chủng và đã được gửi đi tập huấn về tiêm chủng vaccine COVID-19. Về bố trí các cái điểm tiêm chủng thì đã thực hiện theo quy tắc một chiều. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị các cái trang thiết bị, công tác tiếp nhận, bảo quản và phân phối vaccine, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương tiện hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Thì đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Quan tâm của ban giám đốc thì đơn vị cách ly được lựa chọn để thực hiện quá trình tiêm chủng. Thì quy trình tiêm chủng của đơn vị cách ly hiện tại thì mình cũng áp dụng nghiêm ngặt quy trình của những khuyến cáo của Sở Y tế, của HCDC. Thì quy trình cụ thể là trước khi các bạn vào tiêm ngừa thì được khai báo y tế trước, được lấy thông tin sàng lọc, sau đó mình sẽ tới bàn tiếp nhận hồ sơ thì mình sẽ kiểm tra lại cái phần nội dung khai báo. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thì các bạn sẽ được qua bàn sàng lọc và được bác sĩ khám tư vấn kỹ, khám thì phần sàng lọc về chống chỉ định, các theo dõi sau tiêm, những phản ứng phụ sau tiêm. Thì sau khi đã được khám sàng lọc xong, các bạn sẽ vào phòng tiêm và sẽ chích theo cái group 10 người. Các bạn sẽ theo dõi ở đó 30 phút. Nếu có tình huống phát sinh gì thì mình sẽ có cái xử lý chống sốc hay là phản vệ tùy theo phân độ mà mình xử lý thích hợp. Sau khi các bạn tiêm chủng xong, theo dõi 30 phút, có gì bất thường các bạn báo lại cho ban chỉ đạo giám sát COVID hay ban chỉ đạo đợt tiêm vaccine này. Sau khi mà tôi được chích vaccine á, thì tôi cũng cảm thấy là tôi được thứ nhất là phòng ngừa cho bản thân tôi, giảm được nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng. Thứ hai là khi mà tôi cũng tiếp xúc với những người mà có yếu tố nguy cơ thì tôi cũng yên tâm hơn. Và khi mà tôi chăm sóc bệnh nhân thì bệnh nhân cũng sẽ yên tâm là khi tiếp xúc với tôi, tại vì tôi đã được chích ngừa. Và tôi cũng thấy an tâm là khi mà tôi tiếp xúc hay là tôi đi công tác thì tôi cũng sẽ an tâm hơn là trong công tác. Thật sự cái cảm nhận của mình lúc này thì khi mà được lên sách tiêm ngừa COVID trong đợt đầu á thì mình rất là thấy hạnh phúc, thấy vui, hãnh diện vì được lãnh đạo của các quận huyện cũng như là các sở ban ngành đã tạo điều kiện cho những người nhân viên y tế mà khi tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân á được tiêm vaccine COVID để phòng ngừa COVID cũng như là để tạo được cái kháng thể cộng đồng và đẩy lùi COVID trong tương lai. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
Bệnh viện Nhân dân Gia đình chung tay phòng chống dịch COVID-19.